Hello, xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết, ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo robot row support trong Telegram. Đó là cái video phần 1. Đây. Rồi, thì tiếp theo ở video này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị phần 4 là các lệnh của bot row. Đó. Thì phần 2 tôi cũng đã có các lệnh của bot row rồi này. Phần 3 các lệnh của bot row. Đó. Thì mỗi một video này là một các lệnh là lệnh khác nhau. Đó. Thì quý vị muốn quản lý hiệu quả cái group Telegram của quý vị thì quý vị nên xem từ cái video phần 1 cho đến phần 2, phần 3 và phần 4. Và tất cả những cái video liên quan đến Telegram thì tôi để ở trong cái nhóm riêng, đó là cái thủ thuật Telegram. Rồi. Và ở nội dung video ngày hôm nay đó là cái cách để đặt cái giới hạn tin nhắn của một member, hay còn gọi là cái anti-food, được sử dụng trong trường hợp khi có một member thành viên nào đó liên tục gửi tin nhắn lên nhóm không dừng lại, khiến các member khác bị trôi tin, họ không thể tham gia vào cuộc trò chuyện được. Đó, thì quý vị nên sử dụng cái lệnh này, anti-flood. Ok, thì trước hết, quý vị muốn kiểm tra xem quý vị đã cài đặt cái lệnh này chưa, thì quý vị có thể đánh là gạch sượt flood. Ok, bây giờ tôi sẽ vào cái bot row. Tôi sẽ vào cái group của tôi đây. Group mà tôi đã tạo. Ví dụ ở đây, cái group của tôi là cái game online. Rồi tôi sẽ lấy cái địa chỉ ID. ID này. Ok, tôi sẽ copy cái địa chỉ ID này. Copy. Để tôi kết nối với lại chị Robot Row. Quý vị lưu ý nhé, tôi đã add chị Robot Row vào group của tôi rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi đến cái chị Bot Row. Và tôi sẽ gõ lệnh connect để kết nối. Connect. Chọn admin common. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy cái lệnh này. Quý vị có thể ghi lại để lưu, hoặc quý vị cũng có thể chụp màn hình lại để lưu lại cái những cái lệnh này. Gạch sượt float này. Rồi, tôi sẽ dán vào đây và tôi kiểm tra. Ok, thì hiện tại là tôi chưa có sử dụng cái lệnh anti-flood nào. Rồi, đấy là cách kiểm tra. Thứ hai là cách để đặt giới hạn tin nhắn thì quý vị hãy sử dụng cái câu lệnh này. Gạch sượt set flood cách ra number. Number đây là cái số mà quý vị có thể đặt là 20, 30 hoặc 50 tùy quý vị. Cái số tin nhắn được chưa? Số tin nhắn giới hạn. Đó, ví dụ tôi sẽ đặt vào đây. Và tôi thay cái number này bằng 20 chẳng hạn. Đó. Quý vị lưu ý, quý vị bỏ cái dấu móc này đi. Ok chưa?
Rồi, thì quý vị chỉ việc sử dụng cái lệnh này để đặt giới hạn tin nhắn. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cái chế độ anti-flood. Thì Row có một số chế độ khác nhau để xử lý cũng như là trừng phạt người dùng vượt quá giới hạn lũ lụt tin nhắn. Cái thứ nhất, Row có thể kích người dùng. Trong chế độ này, Row sẽ đá những người dùng vượt quá giới hạn tin nhắn. Để đặt chế độ này, quý vị hãy sử dụng cái lệnh này. Đây, tôi sẽ bôi đen và mở to lên để quý vị dễ nhìn. Quý vị hãy sử dụng câu lệnh là gạch xược set flood mode kick. Ok chưa? Đó, quý vị có thể chụp màn hình hoặc là lưu lại hoặc là viết lại. Đó, tôi sẽ copy và tôi dán vào đây để quý vị dễ nhìn này. Đây, quý vị sử dụng câu lệnh này để kích người dùng. Rồi, tiếp theo là cách xử lý thứ hai là tắt tiếng tạm thời. Trong chế độ này, Row sẽ tạm thời tắt tiếng những người vượt quá giới hạn anti-flood. Để đặt chế độ này, quý vị hãy sử dụng cái lệnh gạch xược này, set flood mode cách ra t mu time. Time đây là thời gian. Rồi thì thời gian ở đây quý vị hãy chỉ định cái thời gian mà bot Row muốn tắt tiếng. Quý vị có thể sử dụng thời gian là ngày này, giờ này, ok chưa? Ngày, phút này. M là phút này, H là giờ này, D là ngày, W là tuần. Thì quý vị thay cái số bằng cái x đi này. Đó. Ví dụ, đây ví dụ tôi muốn cấm người dùng trong 30 phút chẳng hạn. Thì tôi sẽ sử dụng câu lệnh gạch xược này, set flood mode cách ra t mu cách ra 30 m. Đó. Để quý vị dễ nhìn, tôi sẽ copy cái này. Copy sao chép này. Đó, và tôi sẽ dán nó vào đây. Ok chưa? Đó, thì quý vị có thể thay cái thời gian 30 phút, 30 m hay là 30h hoặc 30d hoặc là 30 week tùy quý vị. Ok. Rồi. Tiếp theo là cái chế độ xử lý thứ ba là tắt tiếng vĩnh viễn. Trong chế độ này, Row sẽ tắt tiếng vĩnh viễn những người dùng vượt quá giới hạn anti-flood. Chúng sẽ bị tắt tiếng cho đến khi quản trị viên bật theo cách thủ công. Để sử dụng chế độ này, quý vị sử dụng câu lệnh gạch xược này, set flood mode cách ra new. Ok chưa? Đó, quý vị có thể ghi lại, lưu lại. Rồi, cái chế độ xử lý thứ tư là cấm vĩnh viễn. Trong chế độ này, Row sẽ cấm vĩnh viễn người dùng đuổi khỏi nhóm nếu họ vượt quá giới hạn anti-flood. Chúng sẽ vẫn bị cấm cho đến khi quản trị viên bỏ cấm theo cách thủ công. Và để đặt cái chế độ này, quý vị hãy sử dụng cái câu lệnh gạch xược set flood mode ban. Ok, thì quý vị
Muốn hiểu được cách sử dụng bốt râu, quý vị nên xem lại những cái video trước. Nếu quý vị xem cái video này, có thể quý vị sẽ không hiểu ngay được. Đó. Và quý vị lưu ý, có thể có một số quý vị comment hơi nhiều ở bên dưới video mà tôi không kịp trả lời, hoặc là bị trôi mất cái phần comment, thì quý vị có thể vào cái kênh của tôi để bên dưới video này, quý vị có thể đặt câu hỏi. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.